Rồi ok nha cả nhà, hôm nay mình lên sóng cho cả nhà thanh lý một số cái phụ kiện cho mọi người xài nha, từ tất cả các dòng của tất cả các hãng luôn. Đó, thì cả nhà xem mình thiếu món nào và cần món nào thì cứ việc nhặt nha. Đó. Ok, cứ inbox Hường sẽ để cho cả nhà cái giá ưu đãi nha cả nhà. Đó, tay khiển C-Play nè, trước cũ mới có hết ha. Tay khiển của dành cho những cái dòng mini đời trước nè, mini 1, mini SE nè nha. Rồi có tay Smart RC nữa nha cả nhà. Đó. Rồi và đây là những cái phụ kiện kích sóng kèm theo ha. Đẹp cánh nè. Đây là một số phụ kiện dành cho mini 2 ha, cánh màu nè. Đó. Bộ kim đáp nè. Rồi đèn LED chụp đầu cho mini 2 nè. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Bay rất là đã luôn á. Rồi những bạn nào mà kỹ thì có thể là lắp cái chụp che nắng cho cái gimbal trên con mini 2 ha. Bộ kích sóng nè. Đó, kích sóng khi bay xa nha cả nhà. Những bạn nào bay những chỗ từ trường nhiễu thì cứ sử dụng những bộ kích sóng này nha. Đây là bao bảo vệ cho trên tay khiển ha. Dành cho những dòng từ mini 2 trở lên nha cả nhà. Đẹp cánh mini 3 nè. Đó. Nói chung mấy cái phụ kiện linh tinh á, vòng vòng mấy cái linh tinh của cái hàng này á, là Cường sẽ thanh lý lại hết nha, 100k một cái thôi. Đó, món nào cũng 100k hết nha. Rồi còn qua đây là filter nè, dành cho E2 nha cả nhà. Filter này là filter sinh lai nha. Đó, bay nắng nè, hiệu ứng bay nắng, và đây là cái filter mà gọi là hình ngôi sao, lắp cho con E2 nha, bay sẽ tạo hiệu ứng ngôi sao nha cả nhà. Rồi còn đây là filter zin nha, bộ filter zin. Rồi ok, còn đây là filter của con 2S nha cả nhà. Đó, hộp còn đầy đủ luôn nha. Đây là hấp xả dành cho E2 và E2S nè, John Tiết nè. Mấy cái này là bán 50 ngàn một bộ nha, John Tiết. Còn hấp xả là đẩy luôn 150 nha. Còn về filter thì bán 200 ngàn. Còn cái này thì filter lẻ này của dòng E2 thì bán là 50 ngàn một cái. Filter của 2S là một bộ của nó là 650 ngàn. Ok. Đây là cánh của Mavic 3 Pro nha cả nhà, và có con cả cả cánh của con sorry, cánh của Mini 3 Pro và cánh của Mini 3 nha. Ok. 400 ngàn một bộ nha. Đồng giá cánh với nhau nha, một bộ của nó là một set dành cho gắn trên một con Leica đầy đủ nha. Thì cánh của con E2 cũng là 400 ngàn một bộ nha. Hấp sạc cổng 3 combo cho Mini có E2 và E2S nha cả nhà. Pin lút dành cho Mini 3 dưới 10 lần sạc nha cả nhà. Đó, pin này là bán 1.950.000. Còn về hấp xả thì là hấp sạc, tóc sạc thì cũng còn mới luôn, là mình sẽ bán là 800.000. Ok. Còn đây là tóc sạc 3 pin dành cho Mini 1. Rồi, còn đây là cái bộ sạc cho E2 và E2S nha. Còn siêu đẹp được kem luôn nha cả nhà. Đó, đẹp kem luôn. Rồi, cái này bán 700. Rồi, pin này là pin Hydro, thẳng băng, pin đẹp, không phù nha, còn xài được nha cả nhà. Cục này là 2X hay là 3X lần sạc gì đó, còn không nhớ. Bán rẻ cho anh em luôn 1.900.000. Rồi, hấp xả của con Hydro kèm theo, bán 100 ngàn thôi. Rồi, bộ sạc xe hơi, bộ này bán thanh lý luôn cho cả nhà luôn là 500 ngàn. Còn đây là duy nhất một củ bộ sạc cho con Mavic Air đời 1 nha cả nhà. Đó, nguyên một bộ sạc của nó đây. Bộ này là thường thanh tí là 600 ngàn nha cả nhà. Rồi ok, cả nhà ai thiếu món nào thì vào comment nha cả nhà.